Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Sau đây là điểm tin tài chính tổng hợp. Quốc tế. 1. Vì tình hình đối ngoại chính trị thế giới. Hệ quả khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine bất chấp phản đối của Liên Hợp Quốc, Nga có thể tăng đối đầu với phương Tây và bị cô lập nhiều hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30 tháng 9 chủ trì lễ ký kết sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine là Kherson, Zaporizhia ở miền Nam và Donetsk, Lugansk ở miền Đông. Động thái này được tiến hành sau các cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền Nga tổ chức, vốn bị Ukraine và phương Tây chỉ trích là dàn dựng và bầu cử giả. Mỹ nói chưa đến lúc kết nạp Ukraine vào NATO. Mỹ cho rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine nên được thực hiện vào thời điểm khác, ngay sau khi ông Zelensky ký đơn xin vào liên minh. Theo quan điểm của chúng tôi, cách tốt nhất bây giờ để ủng hộ Ukraine là thông qua hỗ trợ thực tế trên thực địa. Quá trình gia nhập NATO nên được thực hiện vào thời điểm khác, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 30 tháng 9. Mỹ áp loạt trừng phạt lên Nga sau khi ông Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 30 tháng 9 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào hàng trăm cá nhân và thực thể liên quan tới chiến sự của Nga ở Ukraine. Động thái này nhằm phản ứng với các cuộc trưng cầu dân ý của Moscow ở 4 vùng Ukraine. Hàn Quốc cảnh báo đáp trả quyết liệt Triều Tiên. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ trả đũa quyết liệt và áp đảo nếu Triều Tiên tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc hôm 1 tháng 10, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nói Triều Tiên đang đe dọa sự tồn vong và thịnh vượng của Hàn Quốc bằng cách đưa chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân vào luật. Họ sẽ đối mặt với phản ứng quyết liệt và áp đảo từ Liên minh Mỹ-Hàn nếu định triển khai vũ khí hạt nhân. 2. Về tình hình kinh tế thế giới. Nhật Bản chi 19,6 tỷ đô la để chặn đà giảm của đồng yên. Trong một thông báo ngắn gọn, bộ trên cho biết họ đã chi 2.800 tỷ yên, tương đương 19,6 tỷ đô la, tính theo tỷ giá hối đoái hôm 30 tháng 9, cho các hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 30 tháng 8 đến 28 tháng 9, nhưng bộ không công bố các số liệu cụ thể trong từng ngày. Giá gạo Ấn Độ cao nhất trong 1,5 năm qua. Hiện giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giao dịch ở mức 385 đến 392 đô la một tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Sở dĩ giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ neo ở mức giá cao là do các nhà nhập khẩu nước ngoài đang đẩy mạnh thu mua trước khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ chính thức có hiệu lực. Kinh tế Đức có thể suy thoái trong năm 2023. Các số liệu vừa công bố cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến lạm phát tại Đức trong tháng 9 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, đạt mức cao kỷ lục. Theo báo cáo vừa được các viện kinh tế hàng đầu tại Đức và quốc tế công bố, tốc độ tăng giá tiêu dùng tại Đức sẽ không dừng lại trong những tháng tới khi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Lần đầu tiên sau 7 năm, Mark Zuckerberg trượt khỏi top 10 tỷ phú giàu nhất tại Mỹ. Kể từ tháng 9 2021, Zuckerberg đã mất hơn một nửa tài sản, tương đương mức giảm 76,8 tỷ đô la và tụt khỏi vị trí thứ 3 trong danh sách 400 người giàu nhất tại Mỹ, theo Forbes 400. Ông cũng là tỷ phú mất nhiều tài sản nhất tại Mỹ năm qua. Nội bộ chia rẽ, châu Âu có thể hoãn kế hoạch áp giá trần lên dầu Nga. Theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg, Cyprus và Hungary là hai quốc gia phản đối đề xuất giá trần này. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt của châu Âu buộc phải có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Nhân dân tệ về sát đáy 14 năm so với đô la Mỹ. Sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc khiến tỷ giá về sát mốc 7,2 nhân dân tệ 1 đô la. Giá nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc hiện giao dịch quanh 7,16 nhân dân tệ đổi lấy 1 đô la. Giá này đang về sát mốc 7,2 nhân dân tệ 1 đô la, mức thấp nhất kể từ năm 2008. 3. Về tình hình tài chính thế giới. Dầu. Giá xăng dầu hôm ngày 1 tháng 10 lao dốc mạnh xuống mức thấp. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô WTI đạt 49,74 đô la một thùng, giảm 1,83%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 85,56 đô la một thùng, giảm 1,86% vào lúc 7 giờ 27 phút ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Vàng. Giá vàng thế giới
vẫn đang trong giai đoạn dò đáy. Nếu phá vỡ ở mức hỗ trợ 1.620 đô la một ounce vào tuần tới, giá vàng có thể giảm về 1.580 đô la một ounce, khoảng 44,3 triệu đồng một lượng. Bitcoin. Giá Bitcoin hôm 1 tháng 10 giảm nhẹ và thị trường cũng đồng loạt sụt giảm. Giá Bitcoin hôm ngày 1 tháng 10 ghi nhận vào thời điểm 6 giờ 45 ở 19.440,93 đô la, giảm 0,7% so với 24 giờ trước. Trong ngày, giá Bitcoin tăng vọt lên 20.171 đô la và mức thấp nhất ở 19.193,9 đô la. Trên thị trường, có 74 trên 100 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ trước. Chứng khoán. Chứng khoán Mỹ tiếp tục cắm đầu liên tiếp 3 tuần, Dow Jones giảm 2,92% so với tuần trước, khiến thị trường chứng khoán Mỹ nối tiếp xu hướng giảm của mình. Sau đây là diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua. Tỷ giá đô la tăng chóng mặt, Dow Jones rơi vào thị trường gấu. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, 26 tháng 9, với chỉ số S&P 500 thiết lập mức đáy đóng cửa mới của năm 2022 và chỉ số Dow Jones chính thức rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống, bear market, trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tỷ giá các đồng tiền trên toàn cầu biến động mạnh. Chứng khoán Mỹ giảm 6 phiên liên tiếp trong phiên giao dịch 27 tháng 9, với chỉ số S&P 500 chìm sâu hơn vào trạng thái thị trường gấu, bear market, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hàng thập kỷ. Thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng lại từ vùng quá bán và có thể là một spring theo phương pháp VSA chính gốc của Wyckoff sau một cú bán cao trào thời gian trước. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, 28 tháng 9, với chỉ số Dow Jones thoát khỏi mức đáy của năm 2022, khi Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố sẽ mua vào trái phiếu để ổn định thị trường tài chính nước này. Động thái được coi là một sự đảo ngược gây sửng sốt đối với chính sách tiền tệ thắt chặt mà hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đang theo đuổi để chống lạm phát. Thị trường chứng khoán Mỹ lại giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, 29 tháng 9, với chỉ số S&P 500 tụt xuống mức thấp mới của năm 2022. Thị trường chứng khoán Mỹ lại giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 30 tháng 9, hoàn tất một tuần, một tháng và một quý tồi tệ dưới áp lực từ môi trường lãi suất tăng trên toàn cầu. Dow Jones rớt xuống đáy gần 2 năm. Kết tuần, chỉ số Dow Jones đóng cửa tại mức 28.725,52 điểm. Trong nước. 1. Về tình hình kinh tế trong nước. Tăng trưởng GDP cao nhất trong hơn một thập kỷ cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô khiến Việt Nam tiếp tục hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư ngoại. Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022. GDP tăng cao nhất trong hơn một thập kỷ, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 6,5 tỷ đô la, lạm phát thấp hơn mức CPI bình quân chung là những điểm sáng của nền kinh tế 9 tháng năm 2022. Sau vụ rau Việt gáp giỏm, Lâm Đồng siết chặt quản lý sản phẩm rau, củ, quả. Quý 3 2022, nhà đất ngấm đòn siết tín dụng. Nhu cầu về căn hộ và nhà liền thổ tại thành phố Hồ Chí Minh đã chậm lại khi chính sách kiểm soát tín dụng của ngân hàng đã khiến việc giải ngân vốn vay cho khách hàng mua nhà gặp khó khăn. 2. Về tình hình tài chính trong nước. Vàng. Các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước rạng sáng hôm ngày 1 tháng 10 đã điều chỉnh tăng mạnh giá vàng, đưa giá vàng trong nước vượt ngưỡng 66 triệu đồng một lượng bán ra. Chứng khoán. Chứng khoán Việt cho thấy sự sợ hãi tột độ trong tuần giao dịch này khi nhà đầu tư bán tháo mạnh và thanh khoản tăng vọt. VN Index giảm 5,91% so với tuần giảm điểm trước. Sau đây là diễn biến hàng ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua. Thị trường tiếp tục hứng chịu áp lực bán mạnh trong buổi chiều và sức ép kéo dài trọn phiên, khiến 462 cổ phiếu trong VN Index vẫn đỏ, chỉ 42 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh cả ngày 26 tháng 9 tăng vọt 60% so với phiên trước, đạt 17.664 tỷ đồng, cao nhất 13 phiên. Giao dịch giằng co, vốn ngoại giảm mạnh phiên thứ 5 liên tiếp. Tổng giá trị bán ra của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE 27 tháng 9 chiếm khoảng 10,4% giá trị sàn, không hẳn là yếu tố chính ngăn cản đà phục hồi của thị trường. Lực cầu khá dè dặt ở vùng giá cao chiều nay, trong khi các cổ phiếu dẫn dắt đã không làm tốt vai trò kích thích sự hưng phấn. Cắt lỗ dứt khoát, sức ép tăng đột biến ở cổ phiếu trụ đợt ATC trong phiên 28 tháng 9. Thanh khoản chiều nay tăng vọt 61% so với buổi sáng trên hai sàn niêm yết, đạt 7.301 tỷ đồng, nhưng giá lao dốc mạnh hơn.
VN Index bốc hơi gần 23 điểm, tương đương 1,96%. Đặc biệt, đợt ATC, cả loạt trụ vốn hóa lớn nhất thị trường bị dìm cực sâu, 30 cổ phiếu khác đóng cửa ở giá sàn. Nhịp giảm quyết định chiều nay đã đẩy VN Index rơi xuyên qua đáy tháng 7 năm 2022, vốn được xem là thành trì của xu hướng điều chỉnh hiện tại. Đó là một tín hiệu kỹ thuật đáng sợ, áp lực bán đã tăng vọt, duy trì liên tục và chỉ số kết phiên ở mức thấp nhất ngày, bốc hơi 17,55 điểm tương đương 1,53%. VIX giảm chung cuộc 5,4% so với tham chiếu, khiến VN Index mất 2,9 điểm, bị cho là tội đồ. Đảo chiều phục hồi trong phiên chốt quý 3, vốn ngoại mua mạnh là diễn biến của phiên giao dịch cuối tuần 30 tháng 9. Trên 11% tổng giá trị giao dịch sàn HOSE phiên này thuộc về bên mua của nhà đầu tư nước ngoài. Hôm nay cũng là phiên giao dịch cuối cùng của quý 3, là ngày chốt giá trị tài sản ròng của các quỹ. Lực cầu mạnh phiên chiều đã giúp thị trường đảo chiều khá tốt, giúp tổng giao dịch ba sàn tăng 48% so với hôm qua, là trên 19,1 ngàn tỷ đồng. Việc hoán loạn thái quá sẽ dẫn tới sự mất tiền, và mất rất nhiều tiền vì nhà đầu tư cơ bản không quá quan tâm đến các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nữa, mà tim của họ, cảm xúc của họ đang nhảy theo những màu sắc đỏ ngập tràn trên thị trường hơn. Khi đám đông hoảng loạn, chính là lúc nhà đầu tư thành công sẵn sàng đón nhận cơ hội đến với mình. Hãy chuẩn bị kiến thức để sẵn sàng nắm lấy những cổ phiếu tốt đang được thị trường trả giá rẻ hơn giá trị thật. Ngày đòi nợ sẽ là quyển sách giúp bạn định giá cổ phiếu và nắm bắt cơ hội này. Happy Life xin chúc bạn thành công. VN Index tuần này đóng cửa ở mức 1.132,11 điểm. Đến đây, điểm tin tuần này xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy điểm tin hữu ích, đừng quên comment và like, share video này cho nhiều người biết hơn nữa. Và đừng quên subscribe kênh channel của Happy Life để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.